từ lúc bạn đó, bạn này bước lên trên nó là em đứng lại em thấy bạn này hát hay rồi. Nhưng mà lúc hát ấy, thì hoàn toàn bạn thấy không có nhép theo nên em nghĩ là bạn ấy đang giấu nghề. Đã xa rồi, đã không còn đâu. Này anh đừng nói thêm chi, đừng than chất được gì, chỉ thèm trái ngàn đắng cay. Đã qua rồi em mất môi từng ngày. Phải em đau lòng hay em dối ra, cứ quay lại em sẽ quên người. Phải vội đừng trông lâu đôi môi đã xa rồi, đã không còn đâu. Này anh đừng nói thêm chi, đừng thân trách được gì. Đã qua rồi đời mất môi từng lần say đau đớn hay lớn lên. Cứ quay lại em sẽ quên người đã từng phải yêu thương kia vội vàng như mây khói. Cảm ơn hai em, Vũ Công. Quá trời mấy người. Trời ơi. Quá trời mấy người. Em biết là em dễ thương lắm không? Quá hả? Trời. Em bữa biết nay... em đáng yêu lắm không? Quá dễ. Ủa? Thương. Em với Trấn Thành biết nhau hả? Em biết Trấn Thành như thế nào? Biết sao? Em ở chung cư với Trấn Thành hả? Dạ không à, tại vì em chơi game show, em có gặp anh Trấn Thành nữa. Quý vị quý bạn ấy là ai? Lên YouTube search Lê Khải, quý vị sẽ biết cái chương trình bạn ấy tham gia là gì và câu chuyện là gì. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào tạm biệt em. Em cảm ơn Trấn Thành ạ. Minh Hằng ơi,